Hi everyone, come and join me for an exciting day student English at TDP Junior. Yeah, hôm nay Quốc Minh sẽ có một buổi học tại TDP Junior. Bà xã Phúc và Phúc sẽ đưa Quốc Minh đến tham gia buổi học nha. Hôm nay mình qua mình học thử một cái lớp học mới của trường tiếng Anh ha. Yeah. Khi mà chọn trung tâm cho Johnny thì Phúc và Kim Cương cũng khá là lao đầu, bởi vì hai vợ chồng cũng kỹ tính, tham khảo nhiều trung tâm rồi nhưng mà vẫn chưa có hài lòng. Có trung tâm á thì con học rất vui vì giáo viên tổ chức nhiều trò chơi trên lớp, nhưng mà sau một thời gian học á thì thấy con không có tiến bộ. Khi mà ba mẹ hỏi á thì thấy con không có tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Một số trung tâm khác thì chỉ tập trung luyện chứng chỉ. May mắn được người bạn giới thiệu đến TDP Junior, Phúc lựa chọn liền. Vì ở đây chương trình học lồng ghép phát triển tiếng Anh và kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình. Bé về nhà chia sẻ với ba mẹ là con học rất vui, cũng hay khoe với ba mẹ nhiều kiến thức mới và cũng tự tin giao tiếp tiếng Anh với bạn bè. Hơn nữa là TDP có cam kết đạt chuẩn đầu ra. Con có thể đi thi để đạt chứng chỉ quốc tế như là Starter, Mover, Flyer, CAT, PET và IELTS. Nice to see you. How are you today? Yeah, I'm good. That's good. Okay, Johnny, let's go to class. Yeah. Hi, everybody. Hi, everybody. Today, I would like to tell you about my idol. Could anybody guess who he is? He's my father. My father is a famous singer in Vietnam. Wow, very good that time. Từ ngày Johnny học ở đây á, là bé siêng ra hẳn luôn. Mỗi khi cô giáo cho bài tập về nhà là con hỏi ba mẹ liền. Dạo này con hay đọc sách nè, rồi bắt ba mẹ làm khán giả để con thuyết trình tiếng Anh suốt ngày luôn. Điều khác biệt nhất mà Phúc cảm thấy ở đây đó là ngoài chương trình học chuẩn quốc tế thì TDP Junior còn tăng cường thêm các buổi và các bài tập thuyết trình. Với chương trình này thì các con có thể phát triển rất là nhiều kỹ năng mềm như là nói chuyện trước công chúng cũng như là tư duy phản biện. Phúc thấy những kỹ năng này rất cần thiết cho con trong việc học tập và làm việc sau này. Học ở TDP Junior thì con sẽ được rèn luyện từ nhỏ chứ không phải đợi đến lớn. Kim Cương bổ sung thêm, mỗi bài học thì mỗi ngày con đóng vai như một nhà khám phá, nên bên cạnh học tiếng Anh thì con cũng biết thêm kiến thức, văn hóa và xã hội toàn cầu. Như vậy sẽ rất tốt cho con mỗi khi đi du học hoặc là làm việc tại nước ngoài sẽ dễ thích nghi hơn. Nói về chất lượng thì Phúc và Kim Cương rất là an tâm khi TDP Junior có cam kết đầu ra chuẩn Cambridge. Phúc có tìm hiểu kỹ về đội ngũ giáo viên của TDP Junior. Giáo viên nước ngoài có trình độ bản xứ, giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm, 100% có chứng chỉ quốc tế và được tốt nghiệp ở các trường đại học top. Điều Kim Cương thích nhất ở đây là sĩ số lớp nhỏ chỉ có 10 đến 12 học viên. Hầu hết thị trường thì học viên tầm 20 đến 25, cho nên là con học ở đây sẽ được quan tâm nhiều hơn. Thầy cô ở đây cảm giác sẵn sàng hỗ trợ mình 24/7. Đây chính là giáo trình bé được học tại đây. Bởi vì TDP Junior là đối tác của National Geographic Learning, nên là khi bé được học tại đây, bé sẽ được học giáo trình mới nhất và phù hợp nhất. Mỗi ngày con được thầy cô giao cho bài tập về nhà và con có thể làm trên app hoặc là trên website. Con có thể học mọi lúc mọi nơi. Thầy cô cũng luôn cập nhật tình hình học tập của con qua sổ báo bài và gọi điện thoại cho Phúc và Kim Cương để cập nhật tình hình học tập của con hàng tháng. Dù mình có bận rộn đi nữa thì cũng biết là con học cái gì và học như thế nào. Nếu các bạn ở tỉnh thì cũng có thể học online. Chỉ số lớp học chỉ có 2 đến 3 học viên thôi, cho nên chất lượng đảm bảo cũng giống như học offline. Hiện tại các chương trình ở TDP Junior đang có nhiều chương trình ưu đãi nha. Một lý do nữa đó là ở TDP sẽ có các khóa học IELTS General, khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho ba mẹ của các bé. Rất là tiện để cho ba mẹ đi học cùng con. So we had a great class today. Johnny was really confident. His public speaking was great.
Okay, so just can I show you what the homework will be for this week? So today we study Unit 5. Okay, this unit here. And this is our online learning app. So can you please remind Johnny to do his homework for Unit 5? And he just needs to click on this icon here. Thanks for coming to talk to me after class today, and we'll see you next week. Yes, thank you for today. You're welcome. See you next time. Yes. Bye-bye. Bye. See you next week.